đứng ngay trên gương mặt của bác hơn 80 năm nay. Một dân tộc là gian ngốc đúng hồ sơ đồng đông đứng phát xích mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Nhưng hồn nói chung, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chúng ta tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật là thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam nên tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nước tự do độc lập ấy. Vừa rồi là bài hát Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, cũng như những lời cuối của bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đó cũng là tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay mặt để tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do và độc lập. Và những người cộng sản, những lời nói của họ luôn luôn đi đôi với những việc làm của họ. Dù cũng có lúc họ mắc những sai lầm, nhưng họ đã dũng cảm nhận lỗi trước toàn dân, và họ kịp thời có những biện pháp để sửa chữa những sai lầm của mình. Và do vậy, Trần Ngơ tuy không phải là một người cộng sản, nhưng Trần Ngơ luôn tin tưởng và luôn ủng hộ những người cộng sản. Bởi vì lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng trải qua bao nhiêu thời kỳ, nhất là lịch sử cận hiện đại, từ thời kỳ thực dân Pháp cho đến nước ta, thì lịch sử cũng đã chứng minh cho chúng ta biết rằng chỉ có những người cộng sản Việt Nam mới đủ sức, đủ tài, đủ trí để lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên đánh đuổi thực dân phong kiến, đánh đuổi đế quốc để mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Thế nhưng những thế lực phản động cũng như bọn tàn dư hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, mà ta gọi đơn giản là ngụy đấy, ngày nay với cái tư tưởng di truyền làm tay sai, luôn luôn xuyên tạc về những người cộng sản, luôn luôn xuyên tạc về tình hình đất nước. Bởi vậy, Trần Ngơ mới có những bài nói lên những suy nghĩ cũng như cảm tưởng của mình về những bài phát biểu cũng như những luận điệu của cái bọn lưu vong chống cộng này. Và trước khi vào bài nói chuyện, Trần Ngơ nghĩ rằng cũng phải nên nghe lại những cái lời nói của bọn chúng để chúng ta phản biện nó có chủ đề. Và bây giờ xin mời các bạn nghe mấy lời nói của thằng Benny Trương trong một cái bài phát biểu của nó, những cái luận điệu của cái thằng Benny Trương này. Xin mời. Cho nên rằng là Bình Trương qua cái livestream này, Bình Trương cũng muốn chia sẻ để mà tất cả những cái người mà gọi là yêu đảng biết được là cái quan điểm của những cái người yêu nước như thế nào. Những cái người yêu nước không phải là phản bác những cái người mà yêu đảng. Nếu mà các bạn yêu đảng đó, mà các bạn xây dựng cái tổ quốc đó, mà người dân được ấm no đó, thì Bình Trương nghĩ rằng không có ai có cái vấn đề. Cái vấn đề ở đây các bạn mà yêu đảng một cách cuồng nhiệt, mà không có không thấy được những cái vấn đề của cái đất nước, những cái sự tối tăm của cái đất nước, những cái sự nghèo nàn của người dân, và không thấy được tất cả những cái gì mà nó nguy hiểm tới một cái dân tộc với một cái giặc phương Bắc, thì cái điều đó là thật sự đáng nói là yêu đảng là một cái nguy hiểm vô cùng. Một số lời nói của tên Benny Trương, rất mong có nhiều người vào đây để chúng ta cùng chia sẻ những suy nghĩ của mình về những luận điệu mà thằng Benny Trương nó vừa nêu ra, là yêu đảng thì vong quốc mà yêu nước thì quốc gia trường tồn. Và đó là cái luận điểm của thằng Benny Trương. Theo Trần Ngơ suy nghĩ thì suy nghĩ về cái thằng Benny Trương này với lại cái thằng Tân Thái
Thì thực ra theo nhận định của Trần Ngơ thì bọn chúng chỉ là những cái máy nói thôi. Chứ nếu mà chúng ta nghe kỹ thì những lời nói của bọn chúng đầy sự mâu thuẫn và chứng tỏ rằng cái bọn này nó vẫn mang cái gen di truyền của ông cha chúng nó là những kẻ tay sai. Cho nên là chúng luôn luôn nhìn nhận theo cách chủ quan của chúng nó. Mà chúng nó không nhìn một sự việc từ nhiều phía, mà chúng nó chỉ nhìn các sự việc bằng những con mắt chủ quan của bọn chúng. Và Trần Ngơ đó rằng do thằng này nó cũng nhiễm hoặc bị biến đổi gen như cha ông chúng, do làm tay sai rồi đâm ra là nó nhiễm những cái gen ngoại lai, cho nên là nó nói năng nó không còn như là một người Việt thuần túy nữa. Thì cái sai lầm của bọn chúng ở đây là bọn chúng nói rằng yêu đảng thì vong quốc, yêu nước thì quốc gia trường tồn. Bây giờ trước khi Trần Ngơ phân tích thì Trần Ngơ xin hỏi cái thằng Benny Trương này, chúng mày thường rêu rao rằng chúng mày là những người yêu nước, thế mà cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng mày á, nó có còn trường tồn hay không? Đó là một cái là mày đã nói như thế là nó đã sai rồi. Còn tại sao yêu đảng mà mày lại nói là thì vong quốc? Có thể đúng nếu như cái đảng đó là cái đảng bán nước hại dân, như cái đảng cù cần lao nhân vị hay là cái đảng dân chủ của thằng Diệm với của thằng Thiệu ấy, thì đúng, chúng mày theo cái đảng đó thì chúng mày vong quốc thật. Phải nói rõ ra như thế. Cái đảng nào mà làm tay sai cho ngoại bang ấy, đảng nào mà đảng giết hại đồng bào mình, như cái đảng cần lao nhân vị với cái đảng dân cần lao nhân vị của Ngô Đình Diệm và cái đảng dân chủ của Tổng thống Thiệu ấy, thì chúng mày theo cái đảng đó, chúng mày ủng hộ đảng đó, thì cho nên là vong quốc là đúng rồi. Và cái vế đó thì mày nói đúng. Còn ý ở đây mày muốn nói là nếu như theo Đảng Cộng sản Việt Nam thì vong quốc, nhưng mà thực tế thì nó lại chứng minh lại ngược lại hoàn toàn những cái điều mày vừa nói. Chương mà chỉ là cái máy nói thôi, chứ thực ra đầu óc của mày còn ngu dốt lắm. Là bởi vì sao? Mày học lịch sử hay là mày cũng đọc qua thì mày cũng biết rằng cái đất nước Việt Nam này từ khi chưa có đảng thì nó ở vào trong một tình thế như thế nào. Mặc dù đã có rất nhiều những tổ chức, những cá nhân cũng với lòng yêu nước của mình nhưng không đạt được kết quả như mong muốn, mà đều bị bọn thực dân nhờ sự góp sức của bọn tay sai đã dìm họ trong những bể máu. Đó là những cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám, của Phan Đình Phùng, của Trương Công Định, của Nguyễn Thiện của Nguyễn Thiện Thuật, của Nguyễn Trung Trực và nhiều cuộc khởi nghĩa khác nữa. Đó là những cuộc khởi nghĩa xảy ra trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Nhưng từ khi những người Cộng sản Việt Nam ra đời, bằng uy tín của mình, bằng sự tài trí khôn khéo của mình và bằng những việc làm của mình, họ đã quy tụ được nhân dân, những người yêu nước chân chính đã ủng hộ họ và đi theo họ dưới lá cờ đỏ sao vàng. Chỉ sau 15 năm được thành lập thì những người cộng sản cùng với nhân dân yêu nước đồng lòng chỉ bằng những tầm vông giáo mác đã biết chớp thời cơ để đánh đuổi phát xít, đánh đuổi thực dân phong kiến, giành lại độc lập tự do cho nước nhà. Mà vừa rồi mày cũng đã được nghe những cái lời cuối của bản tuyên ngôn độc lập do Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chỉ có sự tài giỏi, chỉ có uy tín
Chỉ có việc làm thực tế mới thuyết phục được những người dân. Người dân Việt Nam tuy trình độ về khoa học kỹ thuật có thể thua kém nhiều nước, nhưng về nhãn quang, về sự cảm nhận đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, thì nhãn quan của người Việt thật là tuyệt vời. Những năm trước và sau 45, ở Việt Nam cũng có nhiều những đảng phái, nhưng những người dân Việt Nam chỉ tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ đã tuyệt đối trung thành đi theo những người cộng sản này. Bởi từ những lời nói và việc làm của những người cộng sản đã thuyết phục được người dân Việt Nam. Xin nhắc lại, người dân Việt Nam tuy rằng trình độ có thể không cao về mặt khoa học kỹ thuật, về mặt nghệ thuật và về nhiều mặt khác, nhưng riêng về mặt nhãn quang để nhìn nhận đâu là phải, đâu là trái, thì nhãn quang của những người dân Việt Nam thật tuyệt vời. Chỉ có những kẻ bị biến đổi gen như mày, tức là thằng Benny Trương ấy, và bè lũ tay sai, thì do chúng mày đã bị biến đổi gen, do chúng mày đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng làm tay sai rồi, cho nên cách nhìn nhận của chúng mày không phải là cách nhìn nhận của con người Việt nữa. Cho nên ta gọi chúng mày là lũ người Việt bị biến đổi gen. Xin chào người đồng đội Thống Nguyễn nha, xin mời chút xíu nữa lên đây chúng ta cùng góp tiếng nói trong vấn đề thằng Benny Trương nói. Tại sao Benny Trương mày lại nói là theo đảng là vong quốc? Và chúng tao, những người dân đã theo đảng gần một thế kỷ nay rồi, có thấy vong quốc đâu mà thấy quốc gia Việt Nam này ngày một lớn mạnh lên. Cái điều ngày càng lớn mạnh này lên thì không phải là cá nhân ta nói, mà cả cái thế giới này đều phải công nhận. Cứ ngày hôm sau lại vững mạnh, lại đàng hoàng hơn ngày hôm trước. Cái điều này cả nhân loại phải thừa nhận. Thế mà mày lại nói là theo đảng thì vong quốc. Nhắc lại, chúng mày theo cái đảng cần lao nhân vị của Ngô Đình Diệm, theo cái đảng dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu, những cái đảng tay sai, những cái đảng làm nô lệ cho ngoại bang thì vong quốc là đúng rồi. Và thực tế cũng đã chứng minh đó, chúng mày theo những cái đảng đó là chúng mày vong quốc. Còn chúng tao, những người dân yêu nước, theo Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày mới thành lập cho đến bây giờ gần một thế kỷ rồi, chỉ còn mười mấy năm nữa là tròn thế kỷ, nhưng đất nước Việt Nam này cứ thấy ngày một lớn mạnh, cứ thế mà ngày lại có uy tín trên trường quốc tế. Thực tế nó mới chứng minh được thôi, chứ còn chúng mày chỉ là những cái máy nói. Cho nên là chúng mày không hiểu, hay là do âm mưu của chúng mày chỉ nói ba sằng ba xin thế để cho vơi bớt đi cái nỗi ô nhục, cho vơi bớt đi cái nỗi hận thù, cái nỗi niềm cay cú. Nhưng mày không lừa được ai cả. Những người dân của chúng tao chỉ nghe cái giọng lưỡi của chúng mày là biết ngay đây là những lời lẽ xuyên tạc, những lời lẽ bịa đặt. Bởi vì như tao đã nói đấy, người dân Việt Nam có nhãn quang chính trị, có nhãn quan nhìn nhận con người thật là tuyệt vời, mà không phải là dân tộc nào trên thế giới này cũng có được đâu. Xin nói tiếp, những người cộng sản Việt Nam, lời nói của họ luôn đi đôi với những việc làm. Thì điều này những người dân ở trong nước, thậm chí cả những kẻ Việt gian phản động, chúng cũng thừa hiểu rồi. Nhưng với bản chất điêu ngoa, với bản chất lừa dối, chúng mới xuyên tạc. Mà chính cái bản chất điêu ngoa lừa dối này cũng góp một phần nhỏ, cũng góp một phần vào cái sự thất bại và cái sự trốn chạy của chúng nó đó. Như những bài trước Trần Ngơi đã nói rồi, cái bọn này nó không bao giờ nó nói gì thật,
nó chỉ nói cho sướng mồm, nó xuyên tạc sự thật. Nó luôn luôn coi chúng nó là những kẻ tài ba, là những kẻ khôn ngoan. Bởi vì chúng không còn mang đầu óc của một người Việt thuần túy, cho nên chúng không biết rằng biết người biết ta thì trăm trận mới không nguy. Nói như là cái thằng cha Nguyễn Sinh Nghĩa là mang cả những binh pháp từ thời xưa vào, nào là tam thập lục kế. Nhưng mà thực ra cái bọn cẩu nô ngụy quyền ngụy quân này này, chúng chỉ áp dụng được một cái kế hay nhất và chúng áp dụng rất thành công, đó là cái kế thứ 36, nghĩa là tẩu vi thượng sách, trốn chạy là thượng sách. Đó. Trong 36 cái kế ông vạch ra thì thấy là mỗi cái kế thứ 36 là những tên ngụy quyền này là áp dụng một cách triệt để và rất là thành công. Tẩu vi thượng sách. Chính cái sự điêu ngoa gian dối đã đưa chúng mày tới một cái sự ảo tưởng về sức mạnh, về ảo tưởng rằng bố Mỹ của chúng mày sẽ không bao giờ từ bỏ chúng mày. Nhưng người đời, người ta chỉ vứt đi những thứ mà người ta coi là rác rưởi, là những thứ không cần thiết, là những thứ dơ dáy. Và người Mỹ đã vứt chúng mày đi cũng y hệt như họ vứt đi một cái miếng rẻ rách đã lau giày, đã hoen ố rồi. Mà không biết thân biết phận, bây giờ cứ ngô nghe lên nói linh tinh lang tang. Tại sao Mỹ lại bức tử chúng mày? Tại sao Mỹ lại bỏ rơi chúng mày? Bởi vì chúng mày là những tên đầy tớ không được việc, là những tên tay sai không ngoan ngoãn, cho nên bị giục bỏ như người ta giục bỏ những cái gì dơ dáy. Đó là lẽ đương nhiên. Thế mà còn cứ tự hào, cứ còn cứ khoe khoang, cứ yên thân yên phận sống ở nước ngoài đi. Đó cũng là điểm may cho chúng mày, thì phải biết tận hưởng đi. Mồm thì nói yêu nước, mồm thì nói yêu tổ quốc. Cái tổ quốc thật sự của chúng mày là cái tổ quốc tay sai, là cái tổ quốc bù nhìn, là cái tổ quốc đánh thuê đó mà không giữ được thì thôi, chứ còn bây giờ còn dạy dỗ ai? Bây giờ là còn xui khôn xui dại ai? Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù có lúc có nơi còn để xảy ra những khuyết điểm, nhưng tôi tin chắc rằng không có một cái đảng phái nào, không có một cái thế lực nào có thể thay thế được Đảng Cộng sản để lãnh đạo cái đất nước này. Xin mời Bảo Vũ lên nói chuyện. Chúc Bảo Vũ ơi.